Xin chào các bạn, rất vui khi gặp lại các bạn nhé. Trong video này mình sẽ tiếp tục review cắt nốt cái số lá này các bạn nhé. Đó, còn một ít lá nữa thôi, chưa cắt. Thì cắt nốt chỗ này thì tí nữa mình sẽ đi gắn lá lên trên cành hoa các bạn nhé. Đây là cái lá mình đã cắt rồi, còn lá này là chưa cắt các bạn nhé. Các bạn cùng đi theo dõi với mình nhá, cùng cắt với mình các bạn nhé. Đó, đây là các cái lá chưa cắt này, còn một ít nữa thôi. Đấy, tí nữa mình sẽ cắt xong hết. Đấy, mình cắt xong hết đi thì mình sẽ chuyển sang gắn keo vào lá các bạn nhé. Đó. Tiếp tục. Đó, tiếp theo. Đó. Đó, tiếp theo các bạn nha. Mình thì đếm xem nào, mình cắt lá thứ ba này, lá này là thứ ba, xem còn bao nhiêu lá nó sẽ hết. Rồi lá thứ tư, lá thứ năm, lá thứ sáu, lá thứ bảy, đây là thứ bảy, tiếp theo là thứ tám. Một lát nữa là sẽ xong rồi các bạn nhé. Rồi, lá thứ 9. Lá thứ 10. Lá thứ 10. Lá thứ 11 các bạn nhé. Lá thứ 12. Thứ 12. Lá thứ 13. Đây, lá thứ 13 đây.